Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review chai nước hoa có thể nói là nổi tiếng nhất và bán chạy nhất của nhà nước hoa niche Mancera. Đó chính là Mancera Cedra Boise. Thì đây là một chai nước hoa mà có rất nhiều người nói rằng mùi hương của nó giống với cả Creed Aventus. Thậm chí có nhiều người còn nói rằng đây là phiên bản clone đáng mua nhất của Creed Aventus. Thì liệu điều đó có đúng hay không, hay đấy chỉ là những lời thổi phồng nào đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Trong tiếng Pháp thì cái tên Cedra Boise nó có nghĩa là hương cam và hương gỗ. Thì đây có lẽ là chính là những cái gì mà chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận, dễ dàng ngửi được nhất từ cái mùi hương của chai nước hoa này. Khi mà vừa mới xịt ra thì chúng ta có thể thấy rõ rằng đây là một mùi hương nó rất là fruity, với mùi hương của trái cây kết hợp với cả mùi hương của cam bergamot và chanh. Cam và chanh ở đây thì được làm theo cái kiểu nó juicy, nó mọng nước, nó khá là ngọt theo cái kiểu nịnh mũi, và nó cũng có phần nó hơi chua một chút. Cá nhân mình nghĩ rằng cái mùi chua này thì nó đến từ cái mùi hương của quả lý chua đen. Thì đây là một loại quả mà nó có mùi hương, nó có phần nó vừa chua, nó vừa ngọt, nó rất là cân bằng. Ngoài ra thì đây cũng là cái tác nhân nó làm tăng thêm cái phần juicy, cái phần mọng nước cho cái phần mở đầu của Cedra Boise. Và bản thân mình đánh giá rằng đây là một cái opening nó khá là ổn. Nhưng mọi chuyện nó chỉ thực sự bắt đầu sau chữ nhưng mà thôi. Sau khi các bạn xịt Cedra Boise một vài phút thì các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy rằng cái mùi hương nó khá là mạnh. Cái mùi ngọt ở đây nó cảm giác nó có phần nó hơi hóa học một chút. Cảm giác nó giống như là khi các bạn ngửi trực tiếp cái mùi siro hoa quả của cái quán trà sữa mà mấy cái quán trà sữa mà kiểu ngày xưa ở cổng trường ấy, từ lâu lâu rồi ấy. Vào cái giai đoạn này của Cedra Boise thì nếu như các bạn xịt để đi ra đường ấy, vào những ngày trời lạnh không nói, nhưng vào những ngày mà thời tiết nó rất nóng ấy, thì nó khả năng cao nó sẽ làm những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Và sau đó khi mà chúng ta chờ khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng ấy, thì cái mùi hương của Cedra Boise nó biến chuyển, nó cảm giác mùi hương nó nhẹ nhàng hơn, nó nịnh mũi hơn, nó không còn bị khó chịu như cái khoảng thời gian trước đấy nữa. Lúc này thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy được mùi ngọt cùng với cả mùi chua ở phần mở đầu đến từ hương trái cây kết hợp với cam chanh, nhưng mà nó đã dịu đi khá là nhiều. Và lúc này chúng ta sẽ bắt đầu thấy sự xuất hiện của hoa nhài kết hợp với cả hoắc hương. Nó khiến cho cái mùi hương cảm giác như là nó mượt hơn rất là nhiều. Và khi mà Cedra Boise nó xuống đến phần dry down ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy gỗ xuất hiện. Gỗ ở đây là tuyết tùng kết hợp với cả đàn hương, cảm giác nó hơi kem kem, nó hơi mịn mịn. Nó kết hợp với cả xạ hương và vani, nó tạo cho chúng ta một cái base cảm giác nó rất là sạch sẽ, nó dễ chịu. Và cảm giác mùi nó kem kem mịn mịn, nó rất là nịnh mũi, chứ còn nó không bị khó chịu, nó không bị gắt hóa học như là cái phần mở đầu nữa. Để mà so sánh Cedra Boise với cả Creed Aventus thì có thể nói là chúng nó có cái sự giống nhau khoảng độ đâu đó 70% ở cái phần opening. Tuy nhiên thì chỉ một lúc sau khi xịt thì mùi hương của Cedra Boise nó sẽ có phần nó hơi mạnh và nó bị hơi hóa học. Còn về sau đấy thì mùi hương của chúng nó không giống nhau đủ đến cái mức mà có thể gọi là clone được. Chính vì thế cho nên làm ơn đừng có gọi Cedra Boise là clone của Creed Aventus nữa. Mà đã không phải là clone thì chả có lý do gì để chúng ta so sánh Cedra Boise với cả Creed Aventus rồi, đúng không? Bởi vì hai chai nước hoa đấy nó thuộc hai phân khúc hoàn toàn khác nhau. Thì cá nhân mình đánh giá rằng nếu như các bạn xác định là sử dụng mùi hương của Cedra Boise thì phải chấp nhận rằng sẽ mất một chút thời gian ở phần mở đầu là nó sẽ hơi bị hóa học, nó hơi bị gắt một chút. Tuy nhiên nếu như các bạn kiên nhẫn một lúc sau thôi thì các bạn sẽ được cảm nhận, sẽ được hưởng những gì mà nó tinh túy, nó đẹp nhất ở chai nước hoa này. Về khả năng lưu mùi thì Cedra Boise lưu trên da của mình được khoảng 8 tiếng, và đối với cá nhân mình như thế là quá đủ rồi. 8 tiếng là đủ cho một buổi tối lãng mạn rồi. Thì để mình ngồi tính cho các bạn xem luôn nhá, để xem 8 tiếng nó đủ, nó thoải mái như thế nào nhá. Bây giờ anh em tắm rửa sạch sẽ xong này, xong rồi xịt nước hoa. Thì từ lúc xịt nước hoa xong đến lúc phóng đến nhà người yêu là cứ cho là 30 phút đi. Xong rồi đến nơi, anh em ngồi đợi người yêu make up 30 phút. Xong rồi chọn quần áo vạch vóc mất thêm 30 phút nữa này. Xong rồi lại mất thêm khoảng 30 phút nữa để suy nghĩ đắn đo, xong rồi quyết định là lại mặc bộ đầu tiên. Như thế là tổng tính ra là được tiếng rưỡi rồi, đúng không? Rồi, sau bây giờ anh em lại phóng xe ra nhà hàng ăn uống các thứ thì mất thêm 2 tiếng nữa đi. Thế là đi 3 tiếng rưỡi rồi, ok. Sau đấy anh em lại bắt đầu lại phóng xe ra hồ ăn kem, chơi thú nhún các thứ là mất độ tiếng rưỡi nữa đi. Thì tổng là nãy giờ là 5 tiếng rồi. Thì thông thường là một combo nó sẽ bao gồm 5 tiếng như vừa rồi, đúng không? Còn anh em nào mà kiểu sung hơn nữa, mà kiểu máu hơn nữa thì đi tăng nữa thì vẫn còn tận 3 tiếng nữa cơ mà. Thế thì anh em thấy 8 tiếng nó quá đủ rồi, đúng không? Còn về khả năng lao dụng thì sao? Thì cá nhân mình đánh giá rằng đây là một mùi hương mà trừ những ngày thời tiết nó nắng nóng ra thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng chai nước hoa này. Anh em có thể dùng đi làm được này, có thể dùng đi chơi, đi cà phê, đi hẹn hò, hay là đi ra ngân hàng làm sao kê thì xịt Cedra Boise đều ổn nhá. Còn về giá thì tuy là một chai nước hoa niche nhưng mà nó có một mức giá rất là bình dân. Nó rơi vào khoảng 100 euro cho chai 120ml.
Về Việt Nam thì nó sẽ là khoảng 2,8 triệu cho chai 120ml. Tức là tính ra nó còn rẻ hơn so với cả Dior hay là Chanel đấy. Tổng kết lại thì Mancera Cedra Boise nó không phải là clone của Creed Amethyst. Nó cũng không phải là một chai nước hoa siêu mát, siêu fresh, siêu sảng khoái. Cho nên là nếu như anh em đang mong chờ vào một chai nước hoa như vậy thì Mancera Cedra Boise nó sẽ không phải cái điều mà anh em đang tìm kiếm đâu. Bởi vì nó sẽ có phần hơi hóa học ở cái phần mở đầu. Nếu như phải trả lời cho câu hỏi rằng liệu đây có phải là một chai nước hoa đáng mua hay không thì mình sẽ phải trả lời thật lòng là có, nó đáng mua. Bởi vì sao? Bởi vì với mức giá như vậy mà chúng ta đã có thể sở hữu một chai nước hoa niche này, một chai nước hoa lưu mùi tốt này, một chai nước hoa nó nịnh mũi trừ cái phần mở đầu ra, thì đó, tại sao lại không sở hữu chai nước hoa này nhỉ? Và mình hy vọng là mọi người cũng đừng quá nặng nề cái phần mở đầu của một chai nước hoa. Bởi vì sao? Bởi vì là cái phần dry down nó mới chính là cái phần mà ở trên cơ thể chúng ta, cái mùi hương trên cơ thể chúng ta nó lâu nhất. Chính vì những cái lý do đấy cho nên là mình vẫn trả lời rằng Mancera Cedra Boise là một chai nước hoa đáng sở hữu. Thì đó là cảm nhận cũng như là đánh giá của mình về chai nước hoa có thể nói là nổi tiếng nhất và bán chạy nhất của nhà nước hoa niche Mancera Cedra Boise. Thì không biết ở đây anh em nào sử dụng chưa và cảm nhận của anh em như thế nào về chai nước hoa này, comment phía dưới cho mình và mọi người cùng biết rồi nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký, bên cạnh có quả chuông bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Bấm thêm được nút like thì càng tốt. Còn bây giờ thì bye bye.